Chúa hết thì con. Cảm ơn con, thầy khỏe. Cỏ rễ này cứ dừng lại, mấy ngày cứ dừng lại cách nhà. Thì thôi bây giờ con cắt, con lo, con gì, con tu viện. Thầy xin cảm ơn các con. Con dừng lại thôi. Có thể ốm người đấy. Thầy ốm hơn là làm việc nhiều. Làm việc nhiều. Chỉ vừa dứt sắc mà vừa kiểm tra lại các phương tiện để đưa họ vào cái lớp học cao hơn, cái lớp tu cao hơn, để những năm sắp tới đây phải đào tạo những người tu thật tu tự chính, phải làm chủ được sự sống chết. Cái không kéo thầy dẫn dắt hoài mà tôi không ai được hết thì nó phí. Đúng rồi. Được chứ không? Thầy mà không dẫn tôi với thầy dẫn là phải tới. Phải có người tu làm chủ với thầy. Muốn chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào sống. Thế còn mà tu mà không được như vậy thì thằng ta làm chủ, mấy con ngồi đi con. Thằng mấy con ngồi ghế đi con. Mấy con ngồi ghế đi con. Ngồi đi. Ngồi lên ghế đi con. Con ngồi đi. Con được phép ngồi đây không? Được, con ngồi ghế ngồi đi con. Bởi vì thầy vừa dứt pháp mà vừa đào tạo cho người tu thật tu, thật tu thật tu. Cho nên trong một cái lớp được rồi thì đào tạo ở đây cái tăng đoàn, cái ni đoàn ở đây thôi. Nó ở đây nó có cái giáo đoàn của tu viện Quy Nhơn. Thì trong giáo đoàn nó có cư sĩ, nam cư sĩ đoàn, nữ cư sĩ đoàn, rồi tăng đoàn, rồi đi rồi. Thì mấy con đi ra, mấy con thấy cái lớp mà các sư mà cái áo vàng đó, theo Nam Tông đó, đó là cái tăng đoàn. Rồi cái ni đoàn á, thì bên nữ đó, thì họ cũng mặc cái áo vàng. Ở đây nó có bốn cái giới đệ tử của Phật. Nam cư sĩ, nữ cư sĩ và ni và ăn. Đông ra đó. Còn thầy thì ăn mặc như thế này là tại vì thầy thấy rằng mình cần phải hòa hợp với các thầy đại thừa. Chứ thầy ăn mặc mà như các sư như vậy đó, mặc y giống như vậy đó, thì người ta nói thầy Nam Tông Nguyên Thủy chống đối đại thừa. Con hiểu điều đó không? Còn thầy là thầy đại thừa mà, phải không? Cho nên thầy đâu có chống đối, thầy muốn các thầy đại thừa tu hành cũng như thầy. Cũng tu làm chủ được sự sống thế, chứ không phải cúng bái niệm Phật tụng kinh mà rốt cuộc là không được gì hết thì quá quý đúng không? Nên thầy nỗ lực lắm. Thì làm sao mà ở đây có người tu chứng kinh sách của thầy dựng lại những cái gì của Phật dạy cho đúng, để rồi quý thầy đại thừa họ thấy đâu đúng thì họ thấy thầy làm có kết quả mà. Thầy dạy người ta tu có kết quả chứ đâu phải nói lời nói suông, mà đâu phải là chỉ có mình thầy. Cho nên cái họ bắt đầu họ theo tất cả đại thừa, theo thầy thì mỗi chùa của đại thừa nó trở thành cái lớp học dạy đạo đức. Có phải đẹp không? Chứ đâu phải bỏ. Còn cái chỗ mà quý thầy người ta thờ Phật Quan Âm Thế Chí Di Đà hoặc là tất cả những đức Phật khác tập niệm như vừa đều là những cái nơi để lại gì lịch sử của Phật giáo của đất nước chúng ta. Thì cái nơi đó chúng ta không có sinh hoạt nữa, nhưng mà nơi đó để trở thành cái khu lịch sử của Phật giáo. Thành ra chúng ta sinh hoạt ở trong cái trường học, ở trong những cái nhà nhỏ để mà chúng ta thực hiện tu học, chứ không phải đến đó tụng niệm cúng bái như hiện giờ các nhà này tôi nó trở thành cái di tích của lịch sử thôi. Thì chúng ta cũng không được phá bỏ một cái tượng Phật nào hết. Để nói lên trong cái giai đoạn Phật giáo của đất nước của chúng ta, trong cái thời điểm đó người ta đã đúc những cái tượng như vậy để làm cái di tích cho những cái hệ sau này con cháu chúng ta đến đó người ta tham quan. Đây là cái giai đoạn Phật giáo như vậy, và đây là cái giai đoạn Phật giáo mà để tu tập được làm chủ sinh dạng. Người ta thấy rồi, người ta đến thấy những cái ngôi nhà như thế này mà lại làm chủ sinh dạng mình chết, không có thấy cái tượng Phật nó tốn hàng tỷ bạc. Nhưng mà những cái tượng Phật tốn hàng tỷ bạc đó là cái di tích lịch sử của chúng ta. Chúng ta không có quyền phá nó. Để chúng ta nói lên cái lịch sử của tôn giáo, của đất nước quê hương chúng ta, mồ hôi, nước mắt của đồng bào, của dân tộc chúng ta đổ vô đó mới đúc lên được cái tượng đồng, cái tượng lớn như vậy, chứ đâu phải chứ không mà có mấy con. Nó thuộc về lịch sử, nó rất đẹp cho dân tộc chúng ta. Nó là những cái hình ảnh văn hóa đất nước của chúng ta. Nhưng mà nếu mà mình dựa vào đó thì có thể con nghĩ chắc không đi đến cái nắm được cái sanh tử bệnh lão của mình đó. Đúng vậy con, cái đó là không bao giờ nó đi đến cái chỗ đó, là đi đến tha lực cầu cảnh. Thì cầu cảnh nó không đúng cái tinh thần của Phật giáo. Đức Phật dạy chúng ta là từng thắp đúc lên đi, mà giờ cầu cảnh là đi ngược lại. Nó sai ý của Đức Phật.
thấy trong cái quá trình mà đi đến cái con đường giải thoát đó, con thấy dường như là nó khó khăn quá. Dạ. Tùy duyên thì có cái gì con hẳn được không? Không phải con, dễ lắm con. Nhưng mà nó là cái chương trình giáo dục đào tạo của đạo Phật, nó bắt đến đạo mà con. Dạ. Nó có lớp lan đàng hoàng từ thấp đến cao nè. Dạ. Nó có 37 pháp để mà tu tập ở trong bát chánh đạo, ở trong 8 cái lớp học đó. Cho nên nó có 3 cái chương trình học của nó. Nó cũng như là tiểu học trung học đại học thì nó giới định tuệ quá. Đạo Phật nó cụ thể rõ ràng lắm. Cho nên nó mình thấy, ví dụ nhìn trên cái chương trình mà mình thấy người mà làm chủ được sinh già bệnh chết, thấy nó khó quá, không này là khó quá. Nhưng mà bắt đầu mình vô mình học cái lớp 1, lớp 2 cũng như bây giờ nhìn một cái người tiến sĩ học, một bác sĩ mình thấy khó quá. Mình chưa biết chữ đọc thì mình thấy khó quá. Nhưng mình học từ lớp 1 cho đến bác sĩ thì như vậy. Không có. Yeah. Và bây giờ cái chương trình thì như vậy. Yeah. À, cho nên hôm nay thầy hướng dẫn cho mọi người đi từ lớp 1. Yeah. Từ cấp 1, yeah. Cấp của nó, cấp tiểu học cũng như là cấp giới, rồi cấp định, rồi cấp thể. Các con thấy cái chương trình của Phật nó thực tế mà nó có phương pháp đàng hoàng. Cấp nào nó có cái gì, những cái học gì, cái bài học nào, rồi cái phương pháp tập luyện như thế nào, nó nằm ở trong cấp đó. Cái lớp 1 nó phải tập luyện cho cái lớp 1 cho nó đạt được, rồi nó mới tiến lên cái lớp 2. Lớp 2 rồi nó mới tiến lên lớp 3. Nó cứ như vậy thành ra nó khó mà nó dễ. Nó có căn bản. Nó có căn bản nó đi từ được. Mà thầy dựng lại cái chánh pháp của Phật nó theo cái chương trình giáo dục đào tạo. Thế nó không phải tự tu tự kiếm được. Mà phải do cái sự hướng dẫn đào tạo. Cho nên hiện giờ thầy đào thành luyện, đào tạo cho một số người tu chính để họ đứng lớp mà dạy. Cái một mình thầy làm sao dạy hết. Cái người dạy lớp 1 phải lên lớp 1, người dạy lớp 2 phải có người đứng lớp dạy lớp 2 chứ. Cho nên cái nhân sự để mà đứng lớp dài, để mà đào tạo cho cái người tu chứng là phải mình phải có nhân sự. Chứ còn không có nhân sự thì đừng có mong nói chuyện mà dạy người ta tu chứng. Cho nên các con thấy hôm nay mới còn thấy ở cái lớp cũng ở tu viện, đây là cái lớp 1. Cái lớp 1 ở đây mà học những cái giới luật đức hạnh, cho nên nó có những cái bài học năm giới, còn cái năm giới thì có năm cái đức. Mà năm cái đức mà không học thì làm sao mà mình học giới như giới cấm sát mà không học cái đức hiếu sinh của nó thì làm sao hiểu được cái giới. Cho nên khi mà học được năm giới căn bản rồi mới học tập thiện, chứ đâu phải muốn vô học tập thiện là đã con ra con thấy chưa. Rồi học tập thiện rồi thì mới học tập giới sa di, rồi học 250 giới tùy theo, rồi mới học 348 giới tùy theo đây. Đó là cái phần giới, giới luật và giới cấm. Còn cái phần giới kinh nữa mấy con, nó nhiều lắm. Cho nên tất cả những cái phần giới này làm cho mấy con phải hiểu biết, làm cho cái tri kiến mấy con hiểu biết về cái đức hạnh của giới, cái quay nghi, từ cái lời nói như thế nào gọi là ái ngữ, cái lời nói như thế nào gọi là chánh ngữ. Cho nên các con thấy cái bát chánh đạo thì từ chánh kiến, thấy mọi vật như thế nào gọi là chánh kiến, thấy mọi vật như thế nào, thấy mọi sự việc như thế nào gọi là tà kiến. Rồi chánh tư duy phải học như thế nào để mà gọi là chánh tư duy. Nhiều khi mà chúng ta tư duy ở trong đầu mà cái nỗi lòng chúng ta buồn lo thì làm sao gọi là chánh được. Cho nên vì vậy người ta phải dạy cho mình hiểu biết, khi mình suy nghĩ một điều gì đó mà lòng mình được an vui, mà cái suy nghĩ đó nó sẽ đem đến cho người khác vui hơn là đem cho người ta khổ, thì đó là chánh tư duy. Rồi chánh tư duy rồi thì các con thấy Đức Phật dạy tới cái lúc kế nữa là chánh ngữ, cái lời nói ôn tồn nhã nhặn, chứ cái lời nói thô lỗ cọc cằn thì đâu phải gọi là chánh ngữ được. Không, đấy, dạy chúng ta từ ngôn ngữ, dạy từ chúng ta từ sự suy nghĩ để chúng ta được giải thoát, dạy từ chúng ta cái thấy hiểu biết để mà chúng ta không bị ác pháp làm chướng ngại tâm. Đó, thì các con thấy từ chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, rồi bây giờ chánh hành, chánh nghiệp. Chánh nghiệp là dạy chúng ta cái hành động sống hàng ngày phải sống như thế nào, phải làm như thế nào gọi là chánh nghiệp. Rồi tới chánh mạng là nuôi mạng sống mình, về vật chất phải nuôi nó bằng cái gì, rồi về tinh thần phải nuôi nó bằng cái gì. Người ta chửi mình giận đó là mình nuôi tinh thần mình là không phải là chánh mạng, làm cho mình buồn khổ, cơ thể bệnh đau
thì như vậy đâu có nghĩa là chánh mạng được. Chánh mạng cái buồn khổ khó đó, khó bỏ đó thầy. Bởi vậy người ta mới dạy chúng mình. Còn đem cái mạng, nuôi cái mạng mình, nó có phần vật chất. Ăn thì đừng có nên ăn những cái loại đau khổ, có sự chết chóc ở trong cái thực phẩm đó, thì làm sao mà gọi là chánh mạng. Cho nên vì vậy, dạy cho mình từng cách sống, gọi là chánh mạng. À, đến khi mà cái chánh mạng mình xong rồi, thì dạy cho mình chánh tinh tấn. Ở chuyên năng làm cái gì hàng ngày, phải làm gì thì chánh tinh tấn, hàng ngày phải ngăn ác, diệt ác, sân thiện, sân tưởng thiện, tức là tứ chánh tăng. Mà sau khi tứ chánh tăng, tâm mình bắt đầu thanh tạng ăn lạc vô sự rồi, thì bắt đầu người ta dạy mình tứ niệm xứ, tức là chánh niệm. Chánh niệm thì tâm bất động, nhưng mà nó tự nó khắc phục tham ưu. Cho nên trên tứ chánh niệm, trên tứ niệm xứ, Đức Phật dạy trên thân quán thân để giết phục tham ưu. Nó tự giết phục những cái vi tế trong tâm nó, chứ không phải thành cái niệm trong đầu. Còn mình còn niệm vọng tưởng thì phải hoàn toàn phải ở trên tứ chánh căn mà ngăn mà dìa, cho đến khi tâm bất động có gì cũng có. Vậy rồi thầy sẽ về chúng ta đâu, con sẽ nói nó trước thầy về liền. Chứ bây giờ thầy bỏ nó sao đây? Thầy thì có cái nó cứ luôn ở cái lớp xuống rồi thì ở chỗ này rồi chỗ kia rồi tới chừng nghỉ quá coi như thầy. Nói chung là có con đâm thì phải dạy, con đâm thì phải dạy, thầy phải thường hơi không bỏ đứa nào hết. Thầy con có cái thắc mắc đó. Có gì? Thầy nghĩ sao về vấn đề mà bên Công giáo mà họ nói là sau khi chết là không còn linh hồn? À, về công ở Phật giáo á, thì sau khi chết á, thì hoàn toàn cái thân tứ đại của chúng ta thì nó hoàn toàn nó không còn có cái linh hồn gì trong này. Ủa, vậy hả thầy? Ở Phật giáo thì hoàn toàn Đức Phật nó hoàn toàn là chết. Sao có kiếp sau thầy? À, kiếp sau nó còn kiếp nhiều nữa chứ. Ở kiếp sau bây giờ thầy nói bây con muốn hỏi về nhân quả. Dạ, nhân quả. Để thầy giải thích nhân quả con. Bởi vì người ta chưa hiểu nhân quả cho nên người ta mới nghĩ ở trong thân này có cái linh hồn. Cho nên thiền tâm nó không hiểu, nó cũng cho ở trong thân này có Phật tánh. Cho nên tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Do đó mà thiền tâm này. Cho nên có Phật tánh tức là có một gì vật thường hằng bất biến không thay đổi. Nhưng Đức Phật nói các pháp trên thế gian này đều vô thường, không có pháp nào thường. Vô thường thì bữa nay như thế này, mai thay đổi như thế khác, không có. Khi chết rồi thì lại mất, mất rồi cái gì tiếp tục tới không? Cái gì? Cái gì tiếp tục đấy? Bây giờ mấy con thắc mắc, nếu không có linh hồn thì cái gì tiếp tục đấy? Hằng ngày, ví dụ như con sống, hằng ngày có người nào làm chướng ngại thân, con tức giận con la. Những đứa con mình nó làm gì đó, là mày không đi học, hai con đi học, bây giờ phải ôm cặp mình đi học, bảo phải biết nghe, mua được cái. Đó là một tức thôi, mà cái tâm thân con giận con la thôi chứ chưa nói ai đâu. Thì cái từ trường nó có. Con biết cái từ trường bây giờ cái nam châm với cái thanh sắt nó sẽ hai cái nó hít nhau giữa cái sức hút đó, cái sức hút mà giữa sức hút không thấy hình dáng gì mà nó hút mạnh lắm thì đó là từ trường. Các con muốn thầy muốn nói không? Thì bây giờ con nói ra cái lời nói mà tức giận con thì nó phóng ra cái từ trường đó, nó phóng ra không có nghĩa nó ở xung quanh đây đâu mà nó bao bọc hết cái trái đất chúng ta, cái dòng khí quyển nó bao hết, nó chỗ nào nó cũng có hết. Rồi bắt đầu bây giờ con thấy một đứa cháu của mình nó khóc, con dỗ nó, rồi con hát cho nó ngủ, nó yên, nó khóc. Tức là con làm cái hành động thiện đó để cho cháu nó yên ổn, nó ngủ. Thầy nói đây là con cháu của mình, nhưng đó là hành động thiện. Thì cái hành động hát, cái hành động mình ru dỗ nó cũng không. Con bây giờ cầm một đồng bạc, bắt cơm cho một người ăn mài. Cái hành động mà con cho người ăn mài, con không nói là con sớt cho họ một bát cơm, một đồng bạc, cái hành động đó nó cũng nó là thiệt. Mà cái hành động mà con đánh người ta một bạc tay thì nó cũng không thiệt. Cho nên cái gì mà đi đầu thai không phải một con người mà đầu thai có một người, mà một người không có nghĩa là đầu thai thành một con người mà không thành con vật, nó thành con vật. Con bắt con gà, con cắt cổ, con nổ lông con thịt. Cái hành động mà giết của con làm chết con gà, hành động nó không, nó cũng bao phủ cái tư tưởng. Trong khi đó nó nằm xung quanh cái đất của chúng ta, cho nên cái hành động đó nó lưu lại trong không gian. Cho nên một cái người có tâm, người ta dùng cái đôi mắt tâm minh, nó không phải là cái đôi mắt ở giữa trán mà người ta tưởng tượng ra gọi là thiên nhãn phải, mà cũng không phải trí tuệ để mà hiểu. Mà cái con mắt của chúng ta đây
mấy con dùng cái con mắt của mấy con đi nhìn thấy cái bàn, cái ly nước, cái này cái nọ xung quanh đây, các con thấy nhà cửa xung quanh đây là động mắt của mấy con. Nhưng nó hoạt động bằng một cái số tế bào não thuộc về ý thức, nó thấy gì vậy? Nhưng khi một cái người người ta dùng cái số tế bào não khác ở trong đầu của chúng ta, nó sẽ hoạt động qua đôi mắt này, mà vách này là vách tường ngăn lên, ở bên ngoài chiếc xe để ở đây mấy con dùng mắt không thấy, nhưng mà thầy dùng cái đôi mắt đó mà thầy nhìn qua, thầy thấy cái vách này nó không còn cái vách này nữa, nó thấy chiếc xe để bên ngoài, nó biết một người lúc ngồi chỗ nào nó biết rõ ở bên ngoài vách. Không gian vũ trụ này hành tinh như thế nào nó thấy, không chỗ nào nó không thấy. Nó gọi là thiên nhãn minh. Bằng con mắt này chứ không phải, cũng con mắt này thấy cả cái vũ trụ này, chứ không phải con mắt khác. Mà những người tu không biết, họ gọi là tuệ nhãn, gọi là thiên nhãn, bằng con mắt ở giữa này nó mở ra bằng cái này. Đó là họ dùng tưởng tu, chứ nó con mắt này, trong cái bộ óc này nó có những cái tế bào nó đang làm việc, mà có những tế bào không làm việc. Mà người tu người ta đánh thức được những cái tế bào đó làm việc khi người ta sử dụng nó, cho nên cũng con mắt đó mà nó thấy được. Các con hiểu điều đó. Cũng con mắt thầy mà thầy thấy được vũ trụ, cũng con mắt này mà thầy thấy được tâm niệm trong bụng của con như thế nào. Các con hiểu, cũng con mắt này nó biết được, nó thấy được. Đó thì như vậy gọi là thiên nhãn minh, cái sáng suốt. Mà người thế gian các con không tu thì các con sử dụng con mắt các con không được. Các con có mà các con không phải là thầy có mà các con không có. Các con có, cho nên nói cái hiểu qua cái nghĩa của những người tu chưa chứng, họ hiểu một cách là những người đó họ có con mắt đó, còn các con không có. Còn thầy nói ở đây con mắt của các con là con mắt để sử dụng những cái điều đó. Nhưng vì cái não bộ, cái tế bào não của mấy con chưa hoạt động ở trong cái chỗ đó, cho nên mấy con không thấy mà thôi. Con hiểu rồi không? Bây giờ cái gì đi tới rồi? Hằng một đời của các con biết bao nhiêu lần giận hờn buồn phiền đau khổ, thì mỗi lần giận hờn buồn phiền đau khổ đều bị phóng từ trường hết. Cho nên cái từ trường không có hình ảnh, nhưng mà người ta có mắt đó người ta nhìn. Cho nên hiện giờ Đức Phật đã tịnh 2551 năm, hình ảnh đó không phải ở bên Ấn Độ mà ngay tại Việt Nam, thầy nhìn vẫn thấy hình ảnh. Tại vì thầy nhìn bằng con mắt của tâm minh chứ không phải nhìn con mắt của ý thức. Con hiểu không? Cho nên thầy thấy được hình ảnh của Phật. Ai xóa được cái hình ảnh đó? Các con hiểu. Nhưng trong cái hình ảnh đó luôn thì nó có cái từ trường của hình ảnh đó. Cho nên các con thấy khoa học bây giờ, hiện giờ thầy đọc ở trong báo ấy, thầy thấy rất rõ. Hồi trước thầy nói thì không ai tin thầy nói điều đó có cái từ trường. Nhưng mà nhờ khoa học nó đã chứng minh được. Nhưng mà cái khoa học nó chỉ cái thời gian ngắn, ví dụ 3-4 tháng. Các con để xe hơi của ai đây, con về đi, 3-4 tháng sau người ta dùng cái máy đó, người ta chụp cái hình ảnh của xe hơi con còn, người ta chụp được cái hình xe hơi con. Đó là trong báo, trong báo An ninh Thế giới nó đã đưa ra những cái khoa học tiến bộ đến cái mức độ như vậy. Tại sao cái hình ảnh xe hơi nó còn lưu ở đây? Con không thấy. Còn trái lại, nó chỉ chụp ở đây nó thấy, mà chụp chỗ khác nó thu không được. Còn trái lại cái đôi mắt, thầy ở thứ nào thầy cũng thấy cái xe hơi con được. Nghĩa là để ở bên chỗ, bên cái hông nhà này, con thấy được. Bây giờ những cái từ trường đó, khi mấy con chết đi, thì mỗi từ trường, nếu ác mà sân thì nó sẽ sanh làm con người giận dữ. Hung dữ nó tương ưng với những người nào sân, cùng với cái độ sân nó giống nhau, nó tương ưng nhau, nó thành ra một con người. Mà bây giờ một cái từ trường thiện của con, mà trong một cái đời con bao nhiêu lần sân, nó sẽ sanh bao nhiêu con người. Chứ không phải một người, có một linh hồn thì phải sanh một người chứ không phải nhiều. Mà vì con quá nhiều từ trường, thì bao nhiêu từ trường mỗi lần sân thì phải có cái từ trường phóng ngay chứ sao, chứ đâu phải có một cái từ trường sanh đâu. Thấy không? Rồi bắt đầu thiện nó cũng nhiều, cho nên nó cũng có sanh người thiện, mà cũng có sanh người sân, cũng có sanh người buồn phiền đau khổ. Rồi nó cũng có sanh ra lại chúng sanh. Bởi vì con cắt cổ con gà, con ăn thịt nó, thì cái từ trường đó nó phải sanh làm con gà để nó trả cái quả. Ngoài hoàn toàn con đâu có biết cái con gà đó bị cắt cổ đau khổ như thế nào. Như hiện giờ con giết con gà, con đâu biết nó giải dụa đau khổ như thế nào.
nhưng nó phải trả cái quả của con làm cái chuyện đó bằng cái từ trường của con, bằng cách là nó sẽ sanh làm con gà trong một tiết tế. Khi mà con bỏ thân này thì những cái từ trường ác con nó sẽ sanh làm đủ con vật. Thôi bây giờ nói như vậy thì mấy con đâu có làm sao tin nổi, nhưng mấy con thấy nhân quả của một cái cây, một cái xoài nó có cho mấy con một cái không? Nhiều trái. À, nhiều trái. Mà đâu phải trái nào nó cũng đều nhau đâu. Có trái lớn, trái đẹp, trái eo, trái đủ thứ loại. Đó là những trái đầu. Còn bao nhiêu trái rớt mới con thấy không? Nó vừa ra bông nó đã đổ, nó rớt đầy gốc chứ đâu phải. Đâu phải con xanh vậy là nó hoàn toàn nó đều lớn lên hết đâu. Nó đều chết kiểu, chết ngon đủ loại của nó. Các con thấy nhân quả của cái cây có đúng không? Như vậy một con người là một cái cây, một cái quả, nó tính cái nhân rồi. Cho nên khi mà cái hành động của chúng ta là những cái quả mà nó chờ để thành cái quả của nó, các con chạy sao cho. Cho nên những người ngồi xung quanh đâu biết chừng đó là nhân quả của chúng ta một chùm mà sinh ra hôm nay chúng ta mới gặp nhau. Chứ nếu mà không có một chùm thì chúng ta là người xa lạ làm sao chúng ta gặp nhau. Các con hiểu chưa? Đó, cho nên nhân quả mà nhân quả tái sanh chứ làm sao ai nói linh hồn tái sanh. Còn mấy người nói linh hồn tái sanh là tại vì mình đứng ở trong thiết. Cái thuyết xưa, từ xưa đến giờ người ta không hiểu được nhân quả. Người ta đâu đâu hiểu rằng một cái hạt xài, nó lên một cây xài nó cho một trái bao giờ. Một cây xài nó cho bao nhiêu trái. Mà nó càng lớn, càng lớn cho đến khi mà cây xài chết nó cho biết bao nhiêu lần trái. Phải không mấy con thấy? Cho đến khi cây xài chết mà chứ cây xài mà chưa chết, nó hàng trăm năm nó chưa chết, nó cho bao nhiêu không? Chúng ta còn thấy ghê gớm không? Còn chúng ta mà chưa tới chừng chết chúng ta cao lắm là chúng ta 100 tuổi là cái người đó cũng cao lắm rồi. Thì 100 tuổi mới còn để được bao nhiêu cái điều giận hờn phiền não đau khổ giận dữ của con. Thì bao nhiêu đó thì mới con biết bao nhiêu cái quả của nó không? Đau khổ lắm. Tức là con người tái sanh theo cái nghiệp duyên. Theo cái nghiệp thầy. Bởi vì theo nghiệp mà tái sanh chứ đâu. Theo nghiệp mà tái sanh. Chứ đâu phải là linh hồn đi tái sanh. Cho nên mình đâu có chọn được. Cho nên cái sự cầu siêu, làm sao mà có cầu siêu được? Một cái người tham lam trộm cắp mà cầu siêu lên cõi cực lạc, lên trên đó chúng ta tham lam hết rồi. Rồi lên trên đó làm sao mấy con? Cái nước quân thần, nước Phật mà bây giờ có trộm cắp rồi làm sao? Thì vậy thì mấy ông thầy mà dạy chúng ta cầu siêu có đúng không? Tức là cái vấn đề cầu siêu là vô hiệu quả. Vô hiệu quả rồi. Mà nó không có cái vấn đề lý luận, nó không có logic được. Không có bảo đảm cho cái sự lý luận đúng. Nó không khoa học, nó không đúng. Như vậy mà chúng ta tin. Như vậy khi mình chết thì theo cái thầy dạy á, chỉ dạy thì mình làm sao cho nó đúng vậy? Đúng, thì thầy sẽ chỉ dạy cho mấy con đúng cách. Yeah. Muốn đúng cách khi chết rồi thì nó sẽ tương ưng nó tái sanh. Yeah. Dù nó tái sanh 100 vạn người chúng ta cũng không sợ. Yeah. Chúng ta ước quyền làm sao bây giờ con bỏ ra một cái số tiền con in kinh sách đạo đức. Yeah. Tức là năm giới đức của Phật. Yeah. Mong sao cho những cái người thân của tôi chết, dù sanh ra 1 vạn người, những người này đều gặp được cái chánh pháp này, cái đức hạnh này. Thì nhờ gặp được cái đức hạnh này thì những người đó họ sẽ từ sân họ không sân, họ sống thiện, họ đức hiếu sinh, họ học được đức ly tham, họ không còn tham lam, họ được đức chung thủy, họ sống chung thủy, thì các con thấy hạnh phúc có giải thoát họ không? Sanh bao nhiêu thì mà họ giữ được giới luật đức hạnh bấy nhiêu, hồi hướng công đức thì đó thì mình coi như mình hồi hướng công đức. Nhưng mà ước quyền cho cái người như mẹ mình đi, hay là ông bà chết đi, ước quyền ông tôi bà tôi chết được sanh ra dù là bao nhiêu cũng được gặp chánh Phật pháp này. Rồi mình bỏ số tiền mình in cái số kinh đó trong cái ngày mà gọi là cái ngày lập tuần đi, mình phát cho bà con mọi người một tập. Tôi mong rằng cô bác về lập pháp này sẽ thấy cái đạo đức nó đem lại hạnh phúc cho gia đình này. Thì mấy con sẽ thấy vừa cái đời sống của những người tiếp xúc được, mà trong đó biết đâu chừng có ông bà của mình khi chết tái sanh trong những gia đình này. Các con hiểu chưa? Thành ra con cháu trong gia đình này mà có tập sách này thì lớn lên chắc chắn là có cái duyên ước quyền của con, nó sẽ thấy cuốn sách này nó đọc nó ham thích liền. Tại cái duyên nhân quả, cái tình thương của nó đặt cùng nhau, nó tương ưng ở trong cái nhân quả. Cho nên khi mà nó gặp cuốn sách này mà được cái tâm con ước quyền thì nó thấy cuốn sách này đọc thích quá, hay quá, nó đọc suốt đêm mà nó không biết mệt mỏi ngủ. Cho nên có nhiều người họ đọc sách thầy, họ gặp sách thầy họ đọc, họ nói hay quá, đúng quá, cho nên họ đọc họ không ngủ. Rồi họ
năm mười ngày, một tháng, hai tháng sau họ đi tìm một cái nơi nào đó để mà chỉ cho họ về cái gì. Đó là cái thích thật sự. Từ cái chỗ họ không biết mà họ biết được tu viện là nhờ cái duyên ước nguyện. Mà khi mà ước nguyện in kinh sách như vậy, họ có bán sách này đâu, họ đâu có cho phép. Chỉ có ước nguyện để đem lại cái sự hạnh phúc cho mọi người trong họ còn sống, và người đã chết để khi tái sanh họ sẽ gặp được. Không thấy cái vấn đề làm thực tế cụ thể trong xã hội chúng ta có đạo đức thì đó là một điều tốt cho mọi người. Và khi mọi người sanh ra được gặp đạo đức thì lại là còn khi những họ trở những người khác được giải thoát. Con thấy có cái nào mà không lợi cả. Còn vấn đề mà chết đi mà chôn với lại thiêu, quả thiêu là sao thầy? À, chôn và quả thiêu là như thế này. Chúng ta là những người Việt Nam thì chúng ta nên nhớ rằng chúng ta có cái tinh thần mà tổ tiên chúng ta đã nói, sống cái nhà. Chúng ta không phải là người Campuchia chết mà thiêu đốt. Thiêu đốt rồi bắt đầu chúng ta bỏ trong một cái hũ như thế này, đem để trong tháp. Mà chúng ta không có đến thăm cái chùa đó, không cúng dường, thì họ để cái tháp hài cốt của ông bà chúng ta nhét ở sao. Họ đâu có sắp cửa, họ đâu có lau chùi đâu. Nhưng mà chúng ta hằng rầm vía lớn này kia, chúng ta hằng đến chùa từng tháng đến chùa, thì họ để cái hũ lau chùi sạch sẽ. Bởi vì mình đến chùa là mình phải cúng dường, coi như mình hứa họ làm cái công việc đó. Còn mình quên không hứa họ thì đương nhiên họ nhét cái hũ hài cốt của cha mình. Nhưng mà trong khi đó con biết hàng trăm hàng vạn cái hũ mà chất ở trong một cái tháp, một cái kệ như vậy, thì mấy con biết khi mà con cháu chúng ta đến biết cái hài cốt nào là của ông cha. Không bằng chúng ta có một khu đất nhỏ, hoặc là nơi chùa đó dành cho chúng ta có một khu đất nhỏ để tất cả những anh chị em chúng ta, cô bác chúng ta chết chôn vào đây. Hôm nay mình đưa con cháu mình về đây để thăm mồ mả của ông bà, thăm cái nơi bác cuối cùng chôn cất, không phải là cái tinh thần. Nhưng mà cái vấn đề đó là nó không ảnh hưởng tới những người chết, nó chỉ ảnh hưởng tới người sống thôi, phải không? Nó chỉ là để cho họ còn nhớ gốc nhớ nguồn. Nhớ gốc nhớ nguồn không? Tức là cái người Việt của chúng ta. Nhưng mà ở ngoại quốc đâu được vậy thầy? Cứ chôn chồng lên. Không có được đâu thầy. Dù thầy mua đất riêng biệt nhưng nó vẫn chôn chồng. Chồng nó không có cho riêng. Không có bao giờ cho riêng. Vậy thì thử hỏi cái nhà của tôi có người nào lên ở không? Ở thì ở bển vậy đó thầy. Không được. Cái nghĩa địa đó, ví dụ như cái chu vi vậy phải không? Thầy không có được chôn ngoài ra cái này. Hay thầy muốn bao nhiêu đất cũng vậy, chỉ là cất nhà chứ không được chôn người. Mà phải chết thì phải trong cái nghĩa địa đó. Người đông quá, chồng lên. Thầy nói thật sự, đông người chứ chưa hết đó. Thầy thấy bây giờ nói Việt Nam của mình, hãy mình tập trung lại cái chỗ đông người chứ sự thật ra. Mình đi ra miền Trung khác trắng phao, làm sao hết đất nhau. Thì ở đây thì khác rồi thầy, nhưng mà ở ngoại quốc không được. Lệnh của cái người. Nhưng mà nếu mà như vậy cái giữ chết và giữ thiêu và chôn á, thì có ảnh hưởng gì tới cái người gì chết không? Chết không? Nó không có ảnh hưởng gì hết. Nhưng mà mình nói thì chết rồi là hết rồi phải không? Chết rồi là hết rồi không? Nó không ảnh hưởng. Nhưng mà cái tình cảm của cái người dân tộc người dân của mình, tình cảm của con cháu sao? Khi mà thấy thiêu đốt xác của cha mẹ mình, mình nghe nó nóng xót, nó thấy cái người chết không có nóng nào. Cái cảm tình, cái thương yêu của mình, mình thấy cha mẹ mình đốt như cầu, nghe nó xót, nó nóng xót vô cùng. Có phải không? Cái tình cảm Việt Nam, cái người Việt Nam mình nó có tình cảm sâu sắc, cho nên nó mới có cái câu tục ngữ sống cái nhà phá cái mồ. Tại sao chúng ta ý kỹ với những người thân của chúng ta đến đổi, và đồng thời thì để chỉ cho con cháu chúng ta biết cái chỗ nơi cuối cùng của cái nấm hương tàn của ông cha chúng ta. Mặc dù bây giờ mấy con thiêu đi, mấy con bỏ vào cái chứ nhớ nguồn gốc ông tổ tiên ông tổ bà, tiên ông bà. Dạ, không có ảnh hưởng đến cái người chết. Cái người chết không có ảnh hưởng, người chết nó không có gì hết. Chẳng nào chết con chôn bữa nào cũng được, mà con đốt bữa nào cũng được, không phải trùng tan liên tán gì hết. Ở đây không có mê tín cái vấn đề đó, nó là trùng nữa. Mà nó có chết tại vì cái người đó, cái nhân quả nó tới nó chết, chứ đâu phải là do trùng đó mà chết đâu. Do đó đừng có sợ, đừng có coi ngày giờ tốt xong xong chết. Mình thấy là cái khả năng của mình để được 2 ngày 3 ngày thì mình chốt, mà theo thầy tôi thấy để 3 ngày đó là quá lắm rồi. Chứ còn chết rồi thì mình chưa để lên cái bàn thờ cái hình ảnh, để cho con cháu đến đó chiêm ngưỡng cái hình ảnh, để rồi chúng ta nhìn lại cái mồ, cái nơi mà nó chưa tàn của ông bà đủ không. Còn ở bên đó thì tôi mấy con phải tùy theo cái pháp luật của ở đó, chứ không thể mình chôn rồi người ta chôn chồng chồng lên đó thôi, lớp này chồng lên được.
Bởi vì con thấy nếu mà bên kia thì ta thiêu là tốt hơn. À bây giờ mấy con thiêu đi, rồi mấy con sẽ đem về Việt Nam, cái nguồn gốc người Việt Nam con đem về, hoặc là gì, tâm một cái hộ, cái gì đó con đem về Việt Nam, rồi đem về Việt Nam thì nó có những cái nghĩa địa mà ở trong một cái chùa, hoặc là con thấy bên Thiên Chúa người ta có cái nghĩa địa của Thiên Chúa, mà ồ mã đó, nhưng mà làm lớn quá, lớn quá. Có nhiều người bây giờ họ cũng khéo léo, họ xây xung quanh đây một khu đất nhỏ, trong này họ làm cái mồ nhỏ nhỏ, dòng họ họ trông ở trong này đầy, họ đến họ thăm cái khu này coi như đó như tổ tiên, tổ tiên thì thành trong nhà mồ của tổ tiên, nhà mồ riêng nhỏ gọn, không có rậm đất, không có làm những cái mạ to lớn. Rất nhỏ rồi, rất hay mấy ông. Dạ. Thầy dùng bữa chưa? À, thầy sẽ theo trở qua bên kia, thầy còn tiếp khách chút rồi thầy mới dùng bữa. Cảm ơn những bài pháp quý giá của thầy. Thì hôm nay thầy nói về cái bài pháp mà tái sinh. Nó không phải tái sinh một người mà tái sinh một người cũng nhiều người. Mấy con đây là quy luật của nhân quả. Chúng ta sống trong nhân quả, cho nên chúng ta phải biết được cái quy luật của nhân quả tác sinh linh hồn, chứ không thể nào có thiết linh hồn, thiết siêu hình, ở đây nó không có siêu hình. Phải có cái nghiệp duyên tái sinh thôi phải không? Ờ, có cái nghiệp duyên nó tương ưng với nhau, nó tái sinh với nhau thôi, để nó tương ưng với những cái nghiệp duyên đó. Thôi bây giờ thì cảm ơn nha, cảm ơn thầy.